Henrik, idag fick du glasögon från Specsavers, eller? De är nya, de är fina. Riktigt sköna. Du ser bra, eller? Ja, bättre. Mycket bättre. Det här känns bättre som jag ser i verkligheten, utan behöva glasögon. Mm. Vilken solig dag, eller? Jättefin. Och helt själva. Ja, bara fyra själva här. Den här fisken. Jätta, tror jag, någonting. Con thiên nga này, đây là công viên chỗ chơi cho trẻ con này. Chè chúc. Hey hey, con mà. Làm giống như cái thuyền này. Cái lưới để trèo, leo trèo. Cái này để nhảy này. Này xoay. Xích đu. Hey, låt. Man måste smörja lite på den så där. Låt mig inte. Det är så konstigt. Eller hur, bara? Ja. Det räcker. Det låter mycket. Trời nào. Rồi. Ngoài kia là hồ này. Đó. Bộ ra hồ đẹp. Du kan stanna här, jag kommer strax, jag kommer bara filma lite. Ditt bara. Chỗ đổ rác rồi. Ngoài hạch. À, kia là ngoài. Cái hồ đó, nó công viên thì nó nằm ngay giữa thành phố. Cho chơi trẻ con. Hey, hey. Cây rất là to. Cây nén địa làm bằng tốn bao nhiêu năm mới lên được cái hình như vậy. Người chạy xe đạp, có cuộc đua xe đạp vòng quanh cái hồ này 300 cây số, năm nào cũng xuất phát từ thành phố này hình như này. Làm này một pho la này.
công viên. Kia là thư viện thành phố ấy. Đấy. Làm rất là gần, rất là tiện lợi. Thư viện thành phố coi như là có phong cảnh nhìn thẳng ra hồ, rất là đẹp. Là Thanh Bình. Ai đi làm đi học hết. Mình đi làm buổi chiều thì mình có thời giờ đi dạo. Vòng quanh hồ này là 300 cây số, và chỗ này là cái vịnh nhỏ lại thôi, chưa thấy rộng. Công viên. Cậu